chào mọi người. Tiếp tục khám phá vùng đất Châu Đốc, thì hôm nay tôi sẽ bật mí một điểm tham quan trải nghiệm khá là thú vị và chắc chắn sẽ không ít người ngạc nhiên, thích thú khi đến đây. Điểm tham quan đó là gì? Vâng, hãy chờ trong ít phút thôi, chúng ta sẽ biết được điều này. Hiện giờ thì tôi đang có mặt tại công viên Ngã Ba Sông Châu Đốc, nơi có tượng đài Cát Ba Sa, hay còn gọi với cái tên là Cát Cha, ở thành phố Châu Đốc, An Giang. Trước mắt chúng ta là khu vực Ngã Ba Sông có rất nhiều lồng bè nuôi cá. Ở đây thì cá Ba Sa là một trong những loại cá da trơn nổi tiếng của vùng đồng bằng sông Long, có giá trị kinh tế rất là cao, chiếm hơn một nửa sản lượng cá bè nguyên liệu phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong đó thì An Giang là một trong những vùng nuôi rất là lớn trong khu vực. Và đây là tượng đài Cát Ba Sa. Và hôm nay chủ đề mà tôi muốn nói liên quan đến đàn cá tra là việc lão nông miền Tây suốt hơn 4 năm nuôi một đàn cá tra khủng tự nhiên cặp mé sông sau nhà. Điều đặc biệt là đàn cá tra sông tự nhiên nhưng lại khá dạn, gần gũi với người chúa hàng ngày cho chúng ăn. Cá vừa quá chúng. Con bự cháu phải hơn 3 kg chú nhỉ. Đàn cá lớn dần đủ kích cỡ với các con to con nhỏ, và con lớn nhất ở đây thì khoảng 10 kg và ước chừng có khoảng 7 đến 8 tấn cá tra ở đây. Trong cái phóng sự trước thì em thấy có lối đi xuống rồi chứ nhỉ? Một ngày là chú cho ăn hết bao nhiêu bao chú? Một ngày chú cho cá ăn hết được bao nhiêu bao đó? Cái này
cho ngày chắc có mưa nghỉ hay sao chứ lại. Bao nhiêu đất? Dạ. Dạ. Như vậy là một bao là hết bao nhiêu tiền chứ? Đây là chú Phạm Minh Cường, người dân mà nơi đây gọi chú là chú Năm Cường hoặc là chú Năm Chạy Cây, vì trước đây chú là người cưa cây. Năm nay thì chú đã 64 tuổi ở phường Lý Nguyên, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Dạ. Dạ. Yeah. Tại vì thấy ham quá. Chú Năm cho biết trước đây thì chú sống bằng nghề mua lúa, làm cả cát đá đến kinh doanh gỗ, rồi tích lũy dần mua đất làm ruộng. Đến nay thì khi con cái đã thành đạt, chú không còn kinh doanh mà chuyên tâm vào công việc là ban trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Vĩnh Ngân, thành phố Châu Đốc. Cơ duyên với đàn cá thì chú Năm cho biết năm 2014 khi chú quyết định nghỉ kinh doanh gỗ rồi đổi cất một căn nhà lớn phía sau nhà lớn cạnh bờ sông Vĩnh Nguyên, một nhánh của sông Hậu, để vui bố với tuổi già cũng như khi bạn bè đến con chú uống trà tâm sự. Lúc này chú Năm sẽ đóng trà rồi dùng mồi câu cá đến cho ăn để bạn bè cùng ngắm cho vui. Và không ngờ thì đàn cá về đông, nhiều nhất là cá tra. Và cứ thế chúng chú ngủ trong đống trà để chờ thức ăn. Nhưng có lẽ theo chú Năm thì chú chăm sóc đàn cá này chỉ để ngắm cho vui này, chứ không bắt, nên cá kéo về ngày một đông, lâu ngày thành đàn lớn. Theo chú Năm, khi thấy ông làm như thế thì nhiều người nói rằng ông làm chuyện không giống ai, mỗi ngày tốn tiền, tốn công, và họ nghĩ cá trên sông rồi sẽ ra đi, không trở lại. Không ít người nói chú làm chuyện tào lao, cá thiên nhiên ngoài sông sao chúng nuôi chúng được. Nhưng khi cá về nhiều, chú ngủ ở đây mà không đi, chúng nổi lên ăn, quấy ầm ào và chen đặt trên mặt nước rất vui mắt, thì mọi người mới thấy việc làm của chú là có ích. Đàn cá sông vào ăn rồi lại ở đây luôn, và cứ như vậy đàn cá tra tự nhiên về đây tìm thức ăn ngày càng đông, và được chú Năm bảo vệ che chở trước sự xâm hại của những người làm nghề trải lưới trên sông. Một khu vực mặt nước rộng khoảng hơn 400 mét vuông nằm cặp sông được chú rào lại bằng việc cắm những cây tre, cây tràm và thanh gỗ ván thưa cách nhau khoảng 25 đến 30 cm, đủ để cá ra vào tự nhiên ăn thức ăn và trú ngụ, và đồng thời ngăn người xấu đưa chuồng ghe vào phá đàn cá. Phía trên mặt nước thì ông cất một nhà nổi lập lá để tiện chăm sóc. Trong nhà có võng, bàn ghế bạn bè đến để nghỉ ngơi thư giãn, ngắm đàn cá cưng như những vật nuôi gần gũi trong nhà và ngắm cảnh sông nước. Khu vực mặt nước xung quanh thì lên nhiều, chú thả lục bình rất là dày, phía dưới chất một ít trà để cá chu ngụ. Đàn cá quen với chú Năm đến độ có thể sờ vào đầu mỗi khi chúng nổi lên để ăn. Đó là một niềm vui hàng ngày của chú, và có lẽ do chưa bao giờ
bị tổn hại nên cứ thấy bóng thú là chúng lượn là đòi mồi như thú cưng nuôi trong nhà. Chú Năm cho biết mỗi ngày chú Năm phải tốn 2 bao thức ăn viên và 4 thùng cặn với chi phí khoảng trên 600.000 đồng. Tuy nhiên điều làm cho chú Năm cảm thấy vui với tuổi già và không chỉ mục đích là giải trí đơn thuần mà còn góp phần giữ gìn bảo tồn loài cá đặc trưng của vùng đất An Giang. Đây mọi người có thể thấy đàn cá rất là đông. Chú ơi, mình bắt đầu mình nuôi được cái đàn cá này lâu chưa chú? 4 năm. 4 năm? Dạ. Ban đầu làm sao mà chú thấy đàn cá này chú? Mình nghe gì nè. Dạ. Cũng dễ dàng vậy đó. Dạ. Ban đầu đó dạy ba con, cái đầu kia dạy ba con. Dạ. Dạ. Ngày 100. Dạ. Sáng lúc đó là chú cũng thả mồi xuống cho cá ăn một chút. Dạ. Dạ. Mua một bao dĩa răng 4-5 ngày. Dạ. 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 Cái này là mình đi xin ở mấy chỗ quán ăn không chú? Cái này quán ăn ở trong Gò đó, người ta bán. Dạ. À bán. Ừ. Ta bán nên mình mua người ta chở vừa này cho anh. Như vậy một thùng này thì bao nhiêu chú? Một can này bao nhiêu? Một thùng 25 ngàn. 25 ngàn. Rồi mỗi ngày đó, dễ ra 4 thùng. Dạ. Cái này là món khoái khẩu của nó nè. Dạ, cái này là nó khoái lắm. Dạ. Ờ, không là tôi đổ ra rồi chạy không kịp, nó quậy ướt mình nữa chứ. Này nó nhát. Dạ. Em đổ xuống cái rồi là chạy cho khác cái nó để nó quậy nó. Cái này chắc mùa nước lũ này cá nó về nhiều chứ. Mùa nước lũ nó lên dữ lắm. Dạ. Nó dữ lắm. Dạ. Cái này đi nước dòng nó thì nó dạ.
Cái này công việc cho cá ăn thì một ngày chú cho nó ăn mấy lần chú? 2 lần. Dạ. Sáng 7 giờ cho ăn là dạ. 4 giờ. Nên lại ra coi chơi thì làm quầy lợi giá nào thì cứ dạ. Cho ăn chắc đấy. Dạ. Cái thức ăn thừa đấy là người ta đem đến cho chú hả? Ừ. Mình đâu có không nên đi lấy. Dạ. Mình muốn ta chở ra. Ngay ở trong thì ta mua là mua tháng trong casino á. Dạ. Mua hàng tháng nhiêu tiền vậy đó. Dạ. Rồi người ta chở về này cho mình đó. Kiếp tiền người ta. Dạ. Có nói thì không bầu rử, rồi không có thì có 3 bạc. Dạ. Cái đỡ nó. Sông này về này cũng nhiều cá hả? Thích đó. Trong này có cá. Dạ. Người ta chài lưới rồi ở ngoài cũng có cũng được gì. Dạ. Chỉ có ở đây thì nó vô đây thôi chứ ở ngoài thì không thấy cá. Dạ. Đi lên này uống nước. Dạ dạ. Đây nước của mình. Dạ. Theo chú thì đến cái mùa lũ này đó là nước là lên đến khu vực trên này đó. Đây chúng ta đi lên khu vực nhà sàn của chú. Dạ. Đây khu vực sông phía ngoài thì rất nhiều lồng bè nuôi cá. An Giang là tiếp với chú sông này sông gì chú? Sông nghe gì về về sông này sông Vĩnh Ngơn. À chú chăm dạ. Cái đàn cá này nhà thì mọi người có ủng hộ chứ. Cái coi như là bà con ở xa sẽ là ủng hộ. Con cháu mình ủng hộ mình. Mẹ con nhà nó cũng đưa dạ. Ba chục năm đi chú làm cái chạy cây, yeah. Cưa sữa gỗ, yeah. Để là mới nghỉ làm, yeah. Cái nhà đó là cái chỗ cái máy cưa đó, yeah. Nhà cái nhà mình ở, yeah. Cái mùa lũ là nước nó lên đến nước mé này chú, coi coi như là năm năm rồi là còn hơn gan nó ngập này, dạ. Còn chuyện hơn gan nữa. Vậy khi mùa lũ thì nó cá nó vượt qua bên ngoài như thì sao? Nó không có ra ngoài, dạ. Nó bởi vì đó nó như nó lên cao quá mình cầm mình gào cây đường cho sùng vô đó tới đó đó, dạ, dạ. Gào cây đó thì đường cho sùng vô phá thôi nó không vẫn ở đi là bình thường, dạ. Nó ở dài vô tới hàng nhà giống luôn. Dạ. Cái mùa đó thích đến tham quan cũng nhiều, tại vì lúc đó thấy là cá gần gũi với mình đó, mình gờ tay mình bắt được chơi giỡn được, dạ. Chứ người dân thành phố nó vô gặp nó ham nó bắt nó giỡn nên nó ước mình tưởng nhảy chân mình đó, dạ. Cái này là đất lành chim đậu.
chim nha. Cứ như mình bảo quản nó, mình không có bắt bớ nó im á thì nó ở với mình. Dạ. Cái chất chà đó đây là dưới này đóng, trên này đóng nè. Dạ. Mà nó chưa có bị thằng chào này. Giữ thích ăn vậy chứ dở mà không có cá. Ta nó thương dở lỗ hoài.